Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh của mình ha. Có một bạn nhắn cho mình là nói là chỉ cho bạn cách để mà lưu lại cái rosette để mà gửi cho người ta, gửi cho người khác miss. Thì hôm nay mình sẽ làm video này mình hướng dẫn cho các bạn nha. Đầu tiên các bạn là nhìn lên màn hình ha. Để mình có thể mình mình thu cái màn hình của mình nhỏ xíu lại. Rồi ok. Bây giờ nè, một project thường thường các bạn gửi á hoặc là các bạn xin project của người ta, á, người ta chỉ có một cái file gọi là CPR thôi, tức là quay project thôi. Nhưng mà um, nếu mà new đồ á, thì nó là NPR, tức là NBR đó. Thì nếu mà lưu để mà gửi cho người khác, mix được cái file của mình um, nó có sẵn trong project luôn chứ không phải là mình mình gửi đi chỉ có một cái cái CBR đó thì mình bảo đảm người ta không có cái file audio sao người ta miss được đúng không? Bây giờ các bạn vào chỗ file. Các bạn chỗ này nè, đó. Các bạn bấm vào cái backup project. Đó. Bắt đầu mới chọn cái chỗ lưu ha, chỗ lưu nè. Ví dụ mình mình sẽ lưu ra đây. Đặt tên cho nó ha. Ví dụ mình đặt tên này là test gửi project z đi gửi z người ta thường ngắn ngắn gọn thì người ta ghi là p hoặc là z nhưng mà đúng của nó không phải là PZ nha PZ là viết tắt cho project nhưng mà đúng file project thì phải gọi là cái cbr hoặc là nbr của nuendo cbr của thằng qb còn những cái file mà của các phần mềm khác thì nó có tên khác rồi bây giờ mình sẽ chọn cái test gửi nha select folder ha. Sau đó nó sẽ hiện lên keep current uh, project active nè, tức là uh, vẫn giữ cái project này nó nó mở. Rồi uh, những cái này các bạn bỏ đi ha. Nói chung uh, giải thích thì không cần thiết đâu tại vì các bạn bỏ này được rồi. Quan trọng là chỗ này remove cái cái file bạn đã sử dụng mà cái remove mà file mà không có sử dụng á tức là khi bạn thu xong những cái file lặt vặt là bị à, mình xóa đi hết rồi mình chỉ lấy file chuẩn đây ha thì mình sẽ remove hết những cái file khác không cần thiết ha. Rồi chỗ này là do not backup video và do not backup mix down folder thì mình sẽ không có backup cái video ở trong project này và không backup luôn cái cái mix down tức là cái mix down khi mình xuất file á mình không backup cái đó luôn. Mình bấm ok, hit ok ha. Đó. Rất là nhanh. Rồi xong. Bây giờ các bạn sẽ vào trong Z này. Mở ra. Cái chỗ này là test nè. Test gửi Z Thì ở trong này á. Cái project này tên là làm video nè. Đó các bạn nhìn xem làm video cái vùng con chuột mình chỉ nè. Cái chỗ này ha. Đó. Và cái image thì mình đã có ví dụ như trong đây là cái email là những cái file pic của nó nè file bit thôi giao diện đó dạng giao diện đó còn audio đó, nó vẫn có hai cái file một file đó là file này nè tên này nè và file thứ hai là file thu của mình tức là cái file này tại sao nó gọi là d 19 tức là mình cái file này mình đã thu là 19 lần cái số này 19 cho nên nó là 19 ha nhưng mà bây giờ mình backup lại thì nó chỉ còn một file thôi nhưng mà cái tên và số vẫn còn thì vì ở trong này nó 19 khi các bạn lấy vào cái RZ đó mà gửi cho người ta đi á, người ta mở ra á, thì nó tự, sẽ tự nhận cái file 19 này và nó sẽ vô y như vậy luôn ha, số y vô y như vậy luôn là rất là dễ cho người ta miss rồi gửi cho người nào đó người ta miss rất dễ dàng và mình phải đóng gói, mình đóng gói, đây ví dụ như file này mình phải đóng gói nè, mình đóng WinRAR nè, đó, add to WinRAR nè nó sẽ đóng. Này là dạng gửi đóng gói đây. Rồi ở đây mình sẽ gửi qua Google. Hoặc là mình gửi qua Zalo à, gì cũng được. Ở file nó cũng nhẹ chứ không có nặng. Có 80 mấy mê nè. Thấy không? Đó, nó hiện lên 80 mấy mê thôi. Rất là nhẹ đây. Thì gửi qua là người ta muốn miss Muốn làm gì đó thì người ta làm. Đây là một cách của... Um, khi các bạn thu bạn thu rồi bạn nhờ người khác mixing cho để bài nhạc mình nó hay hơn và ưng ý mình xuất bản đó còn nếu anh em nào cần muốn mình mix bài hát của các anh em thì mình sẽ làm luôn mình nhận mình làm luôn ha và mình nhận làm mình lấy phí nha và trong khi mà mình nhận làm mình sẽ tư vấn cho anh em để thu như cách như thế nào là đúng chuẩn rồi các bạn phải thu làm sao cho đúng đúng chuẩn sao và đúng cách chớ mình thu nếu mà không đúng mình hát không đúng mình hát sai giờ các bạn hát mà dở quá thì cũng khó cho người ta làm cho bài các bạn hay lắm không hay được phải hát thật hay nói chung là vậy video hôm nay mình chỉ chia sẻ cho cho bạn như vậy là có cái bạn mình quên tên rồi mà hôm nay mới mới, mới comment ở trên youtube của mình thì nói là mình giới thiệu cho cách này thì hôm nay mình giới thiệu cho cho bạn như vậy ha. Rồi chúc anh em bước sang năm mới thật là vui, hạnh phúc nha. Chú ý chạy xe an toàn, cẩn, cẩn thận ha. Về liên hệ nếu mà các bạn muốn học miss thì mình sẽ giới thiệu thẳng cho thầy mình dạy luôn. Còn các bạn muốn mình miss cho các bạn hoặc là mình thu âm cho các bạn thì mình cũng sẽ hướng dẫn thu và mình sẽ lấy phí ha. Rồi good luck nha. 拜拜哈。Bye bye